chả cá là một trong những món ăn đặc sản của Hà Nội. Khác với những miếng chả cá được chế biến từ thịt cá xay hoặc giã, ở Hà Nội, chả cá được chế biến rất khác. Chả cá Hà Nội làm từ phần thịt cá nhiều nạc nhất được lọc ra, để lên chảo chiên giòn cùng rau thơm, hành, thì là. Khi ăn, các thực khách sẽ từ từ thưởng thức những miếng cá nóng sốt ngay trên chảo cùng với bún và nhiều loại gia vị khác nhau. Công thức chế biến của món ăn này giờ cũng không còn là bí mật. Cá lăng lọc thịt, cắt khúc ướp giềng, mẻ, tiêu, mắm. Cá được nướng trên than hoa cho chín. Khi ăn, cho cá vào chảo dầu nóng. Thì là hành hoa cũng được đảo trong chảo dầu đó. Chả cá ăn kèm bún rối, lạc rang, hành, thì là đảo cùng cá, dưới chút mắm tôm. Hành củ cũng được ngâm giấm, ăn kèm. Cũng vẫn là cách chế biến cơ bản như trên, nhưng mỗi hàng quán với cách chế biến riêng lại cho ra những hương vị khác nhau. Tại Hà Nội có rất nhiều quán chả cá khác nhau, nhưng để thưởng thức được hương vị truyền thống của món chả cá Hà Nội tồn tại hàng trăm năm nay, thì chả cá Phan đang là lựa chọn của nhiều thực khách. Chả cá Phan được nhiều người lựa chọn vì thơm ngon, đầy đặn như suất ăn ở nhà. Miếng chả cá ăn mềm, thơm, không dai, cũng không bị khô. Vâng, thưa các bạn, chả cá là một trong những món ăn đặc sản Hà Nội và với nhiều thực khách thì đến Hà Nội là phải thưởng thức món ăn này. Hiện nay ở Hà Nội thì có rất nhiều cửa hàng chế biến món ăn chả cá. Tuy nhiên là với những cái kinh nghiệm riêng của từng nhà hàng, từng đầu bếp thì món ăn này cũng có những hương vị riêng. Và ngày hôm nay để tìm hiểu rõ hơn về món ăn rất là đặc biệt này, đồng thời là làm sao để chúng ta có thể chế biến được món ăn tại nhà vừa ngon vừa an toàn, thì tôi sẽ cuộc trao đổi ngắn với chị Thu Băng là đầu bếp của nhà hàng chả cá Phan. Vâng, em là chị ạ. Vâng, trước hết chị có thể giới thiệu qua một chút là món ăn chả cá này là món ăn như thế nào và vì sao mà nó có thể trở thành một cái món ăn đặc sản của Hà Nội mà chúng ta khó có thể bỏ qua như thế ạ? Cái món ăn chả cá đấy thì nó có từ rất lâu rồi. Thì là từ ngày trước là xuất phát từ là phố chả cá. Ngày xưa thì phố chả cá thì là phố Hàng Sơn. Sau đó thì có món ăn chả cá này thì được đổi tên thành phố chả cá. Cũng rất là may mắn là nhà chồng của tôi thì cũng được là người dân phố chả cá được hơn 100 năm nay. Thế thì cũng được biết được cái món ăn này. Thì là sau đó là gia đình cũng có làm. Vâng ạ. Không biết là với cái những cái kinh nghiệm của mình, đặc biệt là em được biết là đây cũng là món ăn gia truyền của gia đình nữa, thì chị có thể giới thiệu rõ hơn một chút là món ăn này là món ăn như thế nào và cái hương vị của nó đặc biệt ra sao mà để nó trở thành một cái món ăn mà cả người Hà Nội lẫn cái du khách mà đến Hà Nội thì khó có thể bỏ qua như thế. Cái món ăn này ấy, thì thứ nhất là cái hương vị của cá thì mỗi người thì mỗi gia đình ướp, tức là Hà Nội thì rất nhiều chả cá, thế nhưng mà mỗi người thì ướp mỗi người một cách khác nhau, thì nhà mình làm sao mà cố gắng là ướp nó mộc và cái cá nó tươi, ăn thì nó sẽ ngon mà nó sẽ thơm mùi cá nướng qua than hoa đấy, và cá thì nó tươi nó dai, thì nó ăn với kèm với hành thì là làm nó gậy cái mùi của cá lên. Sau đó thì ăn cái lúc mà mình ra bàn thì sẽ có kèm hành giấm và rau thơm nữa, hành thì là bún và kèm với ăn với mắm tôm. Có thể thấy là món ăn này thì là kết hợp của những cái nguyên liệu không quá là cầu kỳ đúng không ạ? Tuy nhiên là em được biết là để món ăn ngon thì cái khâu chọn nguyên liệu rất là quan trọng. Thì cụ thể với cái món ăn này thì nhà hàng sử dụng những cái loại nguyên liệu như thế nào ạ? Thứ nhất là cá này, mình nhập cá tươi. Thứ hai là hành hoa, thì là rau thơm, hành giấm, thì tất cả là mình đều chọn những cái đồ nó tươi. Thế xong đó về sau đó thì là mình sẽ rửa sạch và cắt và sơ chế. Với món ăn này thì chúng ta sẽ sử dụng loại cá nào để làm chả cá? Cái này thì ngày xưa thì các cụ thì thường ngày xưa thì là có hai loại cá, cá quả và cá lăng. Cá lăng thì ngày xưa là cá lăng của sông Đà, nhưng bây giờ thì cá lăng sông Đà nó không có nữa và rất là hiếm.
Thì do đó là bây giờ thì là mình sử dụng cá lăng nuôi. Nuôi này là nuôi cá lăng của Hải Dương. Thì là mình cứ chọn cá lúc nào cũng phải chọn cá tươi nhất, là cá lăng của Hải Dương bây giờ là tương đối tốt. Với cái việc để chế biến thành món chả, dạng chả nướng như thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần thịt cá như thế nào thì sẽ là món ăn sẽ là thơm ngon nhất hả chị? Tùy theo mỗi người, thì có người ăn được thịt nạc thì ăn phần mình, này. Thế còn có người là thích béo thì ăn cái phần bụng này thì nó sẽ béo. Còn tất cả trên cái phần con cá này thì nó rất là ngon, phần nào cũng ngon. Thì tùy theo mỗi người thôi. Tức là cái phần nào của con cá mình cũng đều có thể là sử dụng để chế biến món ăn này đúng không ạ? Ừ. Dạ vâng. Còn thêm cả lòng nữa. Đây mỗi một con cá thì nó chỉ có một cái bóng cá này và một cái lòng nhỏ như thế này thôi. Đây là cái vây cá này. Thì cái này là rất hiếm mà không có nhiều. Tức là mỗi một con cá chỉ có từng này thôi. Vâng. 10 cân cá thì mình mới được khoảng một suất lòng. Vâng. Vậy thì với món ăn này chúng ta sẽ sơ chế và chế biến như thế nào ạ? Trước hết là tôi sẽ sắt khúc nó ra này. Thì sau đó thì mình tẩm ướp mì chính, nước mắm, nghệ cơ bản. Và độ khoảng 10 phút thì mình nướng lên than hoa, thì mình bắt buộc mình phải nướng qua than hoa thì nó sẽ thơm, nó thơm mùi cái khói than, cái than hoa thì nó rất là thơm, nó gợi một đất này làm cũng là góp phần là thành công của cái món này nữa. Nghe chị chia sẻ thì em thấy là các cái bước chế biến thì không quá là phức tạp đúng không ạ? Nhưng mà nghe thì dễ như thế, nhưng mà khi mà làm thì không biết là chị là đầu bếp thì chị có cái chia sẻ nào với khán giả để cho khán giả có thể là có biết được những cái bí quyết để chế biến món ăn này thơm ngon nhất hay không ạ?
tức là theo tôi ấy, thì nên làm cái gì cũng cẩn thận từng bước một, cái gì cũng chọn đồ tươi ngon nhất, thế và làm cứ cẩn thận món ăn nó sẽ thành công. Về cái thời gian ướp và thời gian nướng cá thì chúng ta sẽ nướng trong bao nhiêu lâu? Ướp thì khoảng 10 phút thôi. Thế còn nướng thì là mình cũng nướng nhanh thôi, vì cái này là mình chỉ nướng sơ qua thôi. Sau đó thì mình còn phải cho lên chảo xào lại nữa. Vậy thì không biết là khi mà ra bàn với cái món ăn này chúng ta sẽ sử dụng như thế nào ạ? Khi mà ra bàn ý, thì nó sẽ gồm có bún này, hành thì là rau thơm, hành giấm, tức là hành chẻ ra. Cái đầu hành mình chẻ ra này là mình làm hành giấm, thế là trộn giấm vào. Sau đó tôi sẽ xào ở trên cái bếp ý, phi hành thơm lên xào trên bếp. Bây giờ là cho hành một chút hành thìa là vào và mang ra là khách với cả thêm cả lạc nữa. Nhà mình mới cho thêm là ngày xưa thì các cụ cho bánh đa, thì đâm ra là khi nhà mình bắt đầu làm thì nhà mình cũng làm thêm cả món bánh đa cho khách nữa. Trong cái món ăn chả cá thì có một cái phần không thể thiếu, đó là món lòng cá. Tuy nhiên là em cũng đã được từng đi ăn những cái quán chả cá khác nhau và thấy là cái phần lòng cá này rất là nhiều. Thì không biết là có thật, mình có cái kinh nghiệm nào để nhận biết được là đấy là cái lòng cá thật của con cá lăng hay không, hay là họ có thể sử dụng những cái thực phẩm khác để thay thế hay không ạ? Theo tôi thì tôi cũng không biết được các nhà hàng như thế nào. Nhưng mà nhà mình thì mình làm ra một con cá thì là nó có một bộ lòng như thế này. Đấy, mà mỗi một suất lòng thì phải là gần 20 miếng, thì nó phải gần một chục cân cá thì mới có một suất lòng. Không biết là khi mà chúng, tức là cái phần lòng cá nó không nhiều đúng không ạ? Không nhiều. Nên là có thể là chúng ta cũng phải cẩn trọng khi mà đi ăn ở những quán ở ngoài đúng không ạ? Không biết là với kinh nghiệm của chị thì khi mà ăn chúng ta có cách nào nhận biết được đấy là cái lòng cá lăng chính hiệu hay không ạ? Lòng cá lăng thì ăn nó rất là giòn mà nó dai. Cái bóng cá của nó cũng thế, nó dẻo dẻo. Cái lòng này, cái dạ dày này nó rất là giòn. Còn cái vây cá này ăn thì nó béo. Đấy. Rất giòn. Chỉ có bằng những cái khi mà chúng ta ăn thì chúng ta mới biết đúng không ạ? Vâng, cá thì vốn là cái loại thực phẩm khá là tanh. Thì không biết là trong cái cách chế biến này thì mình có sử dụng cái bí quyết nào hay là những cái gia vị, những cái nguyên liệu nào để cho cái món này nó không bị tanh khi chế biến hay không ạ? Cái da trơn này thì nó cũng không tanh như cái cá đồng quá. Thế do đó là mình cũng không sử dụng quá nhiều nguyên liệu để nó làm mất đi cái vị cá ngọt với cả thơm tự nhiên của cá. Thế do đó là nhà tôi chỉ là nghệ thôi. Nghệ là cái ướp chính, cả gia vị mì chính, nước mắm.